Hold up. Nếu như tất cả thế giới để nhòm ngó và phán xét bạn từ lời ăn tiếng nói đến phong cách 24/7, nói bạn là kẻ chơi bời lêu lỏng thì bạn phải chứng minh rằng bằng cách là chơi cho đáng vào. Còn tôi à? Cả thế giới này lắng nghe mà xem này, chào toàn thể anh em giang hồ nha. Mang theo nhiệt huyết đến những nơi ở xa. Quy tắc để làm dân chơi nhạc là bạn phải lấy tài năng ra đổi kèm. Quên mất nhóm nhạc mình đang tuyển thành viên nhá. Vị trí là một bạn nữ khoa thổi kèn. Âm nhạc là thứ để giúp ta giải trí, chỉ cần một giờ để lấy cảm hứng thôi. Lấy được cảm xúc người nghe đâu phải dễ, cho nên nhớ là đừng có đùa với chúng tôi, vì đây là thay đổi hoàn toàn định nghĩa về dân chơi. Đưa những cảm xúc tích cực đến muôn nơi, không chơi hàng cấm tay, không mang hàng nóng, cách sống luôn thẳng thắn và không làm lạc lạc. Pepsi không calo, sảng khoái tô đỉnh, bùng cùng rap Việt. Lay's snack khoai tây số 1 thế giới, giòn ngon, view cùng rap Việt. Wait. Oh. 24 giờ đủ để khiến cho một lý tưởng bị lu mờ. Không ai nhớ tên và bị quên bởi Google. Đời mà đâu ai là biết trước được chữ ngờ, phải không bạn ạ? 24 giờ người đời dính dập nhau như đang chơi Uno. Kiếm manh mối như Shinichi Kudo, soi xét từ cách ăn mặc cho tới tủ đồ. Con đường quen thuộc và mát, chẳng mất nửa ngày để đầy bụi và rác. 24 giờ không đủ xây một tòa nhà, nhưng một giờ nóng giận đủ đốt trụi tòa tháp. Không đến một phút để mà gây nên tội ác, nhưng 24 giờ không đủ để hối cải. Thời gian không khiến cho họ thay đổi khác, mà chính là suy nghĩ của chúng ta mới phải. Suy nghĩ rằng buộc bởi đồng tiền và dược quyền luôn làm phiền thằng bạn hiện giờ phát điên phải ngồi thiền. Mất bao thời giờ để ngồi chờ một người là mình rồi, nhưng con tim sao như đang dính phải lời nguyền. Đời đã không còn là đẹp như mơ khi áp lực và giấc ngủ kết bạn bao năm trời liền. Thời qua rồi cũng trở thành hư vô dù bước chân nó từng ngao du hết tất cả mọi miền. Trước khi mà nó ngước nhìn chiếc đồng hồ mấy chục năm ở đó suốt, nó mới nhận ra đồng hồ sai có thể sửa. Dòng thời gian thì không, anh ăn được nó lướt. Nó đã từng tỏa sáng cháy như một bó đuốc. Thời gian và con người lạnh nhạt như gáo nước. Họ sẵn sàng dập tắt đi hình tượng từng theo đuổi, sẵn sàng quay lưng mà không cần báo trước. Vì 24 giờ đủ để khiến cho một lý tưởng bị lu mờ. Không ai nhớ tên và bị quên bởi Google. Đời mà đâu ai là biết trước được chữ ngờ, phải không bạn ơi? 24 giờ người đời rình rập nhau như đang chơi Uno. Tìm kiếm manh mối như Shinichi Kudo, soi xét từng cách ăn mặc cho tới tủ đồ. Hold up. Nếu như tất cả thế giới để nhòm ngó và phán xét bạn từ lời ăn tiếng nói đến phong cách 24/7, nói bạn là kẻ chơi bời lêu lỏng thì bạn phải chứng minh rằng bằng cách là chơi cho đáng vào. Còn tôi à? Siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel. Cả thế giới này lắng nghe mà xem này, chào toàn thể anh em giang hồ nha. Mang theo nhiệt huyết đến những người ở xa. Cảm ơn tất cả những ai bỏ phiếu vote vì là mình còn trẻ và rất nhiều thiếu sót, nên có gì không phải mong mọi người bỏ qua. Sân khấu thì tớ là dân chơi, gọi đúng thì là dân chơi nhạc. Coi hip hop là sân chơi mà không đòi hỏi gì về tiền với bạc. Không biết nhiều về thanh nhạc, nhạc cụ cũng không phải kẻ thông thạo. Tớ chỉ theo cảm nhận của riêng tớ nên mình cùng nghe nhạc vui vẻ không quạ. Nhớ không yêu được buông lời cay đắng, ta đâu cần phải uống nếu như không thấy khát. Sao phải dày vò nhau như tờ giấy nháp, cứ mà gặp phải tớ tớ chả đấm nhau mấy phát đi. Nhưng mà anh em tớ đông, trước lên phố thì mình có hơi quê, chứ bây giờ về quê hỏi xem là có phố không. Quy tắc để làm dân chơi nhạc là bạn phải lấy tài năng ra đổi kèm. Quên mất nhóm nhạc mình đang tuyển thành viên nhá. Vị trí là một bạn nữ khoa thổi kèn. Âm nhạc là thứ để giúp ta giải trí, chỉ cần một giờ để lấy cảm hứng thôi. Lấy được cảm xúc người nghe đâu phải dễ, cho nên nhớ là đừng có đùa với chúng tôi, vì đây là thay đổi hoàn toàn định nghĩa về dân chơi. Đưa những cảm xúc tích cực đến muôn nơi, không chơi hàng cấm tay, không mang hàng nóng, cách sống luôn thẳng thắn và không làm lạc lạc. Ghét lời xuống quẩy và không thích đi bay, nghe đến hip hop là cong đến đi ngay. Bắt nguồn của là từ Âu Mỹ về tới Việt Nam, có nhiều kiểu chạy từ miền Bắc cho tới miền Nam. Nếu bạn là dân chơi nhạc rap, muốn những ý tưởng trong đầu được lột xác, thì đập tay một phát rồi mình cùng hợp tác, cùng làm kiểu dân chơi mà chính phủ hợp pháp. Dân chơi là không sợ mưa rơi, nếu có cười nhau lúc sang giàu. Không thì bạn ơi mình cưa đôi, đừng để mắt đi ta cho ta khó khăn gì, cứ để sân chơi này đưa lối. Nếu ta cùng chung một gam màu, cái ngày gặp nhau rồi sẽ tới, anh em cùng chinh phục thế giới. Sân chơi là không được nhu mì và không để tâm hồn bị xiềng xích. Nhạc anh không phải là Gucci mà đó chính là Gucci em thích. Say never. Không bao giờ. Không bao giờ để cho cuộc chơi này hóa thành khờ dại. Không bao giờ ngại vì đây là dân chơi nhạc rap. Thay đổi hoàn toàn định nghĩa về dân chơi.
không mang hàng đóng cách sống luôn thẳng thắn và không lập lạc là hết lời xuống vậy và không thích đi bay nghe đến hip hop là cong đi đi ngay là từ Âu Mỹ về tới Việt Nam trải từ miền Bắc cho tới miền Nam nếu bạn là dân cho nhạc rap muốn những ý tưởng trong đầu được lột xác thì đập tay một phát rồi mình cùng hợp tác cùng là kiểu dân chơi mà chính phủ hợp pháp. Bài bao phút đấy Tùng ơi? Quá dài. 4 phút 2, 3 dài quá, cắt xuống cho anh tầm 3 phút đấy, 30 thôi. Thứ nhất là nhá, verse 1 này xem nó cắt thế nào, cắt lại cái hook. Cắt bớt cái hook intro này. Hoặc là vào như nào đấy. Nói chung là em phải cắt xuống tầm 3 phút 30 thôi. Chứ này bị dài quá. Đón xem Rap Việt mùa 2 lúc 20 giờ thứ 7 hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel. Siêu thử thách không chỉ là một tên gọi, đó là cách tôn vinh những khả năng vượt xa giới hạn. Những kỳ tích của nhân loại đều bắt nguồn từ những ý tưởng điên rồ nhất. Nhưng trong bất kỳ cuộc hành trình vĩ đại nào cũng đều có những giọng nói ngăn chân ta lại. Những chấn thương này chỉ khiến tôi nghỉ chân, không thể khiến tôi dừng lại. Tôi đến đây để làm những điều không ai dám làm. Em sẽ chấp nhận thử thách này. Em chấp nhận. Con chấp nhận. Ủa Thảo ơi, em đang làm cái gì chị không hiểu, không đoán được. Em không còn nghĩ nổi là có những cái thử thách này trên đời. Em là đẳng cấp thế giới. Chúng ta đang thấy một cái gốc rất bé trong một bộ não siêu phàm. Đây xứng đáng là một siêu thử thách. Bạn ấy sẽ dùng một cái khả năng đặc biệt của mình để phân biệt một trong số 100 ngọn nến qua ngọn lửa. Wow. Xin mời giám khảo anh Vũ. 5 ngôi sao. Mời anh Xuân Bắc. 4 ngôi sao. Tôi sẽ đòi hỏi cao hơn một chút. Tôi đang không chỉ bằng cảm xúc, tôi sẽ cần một chút lý trí. Những vấn đề đó chưa giải thích được thì không đồng nghĩa là nó sẽ là tâm linh. Trong thực tế chúng ta đã thấy rồi, bằng trực giác thì mình không giải thích được. Vấn đề này khoa học vẫn chưa giải quyết được. Mà cứ cố mang khoa học ra để giải thích thì bị các nhà khoa học khác xem là giả khoa học. Yeah. Đúng là nó nổ tung đi theo luôn. Vấn đề của em nó bị khó so với những cái mà anh đã biết ấy. Nó vượt ra giá trị của một con người hiểu biết thì nó sẽ đáng được làm sao. Siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 ngày 19 tháng 11 chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel.